Bên cạnh ta đây là hộp giảm tốc vít me nâng hạ, nó sử dụng rất rộng rãi trong thực tế như là hệ thống van cửa phai hay gọi là cửa cống. Thứ hai là cái hệ thống nâng hạ bệ máy, và thứ ba đó là hệ thống lên xuống hàng hay là hệ thống băng tải. Do nó có một số đặc điểm nổi bật, thứ nhất là nó dễ dàng điều khiển này, thứ hai là cái khả năng lực nâng rất là lớn này, thứ ba nữa là dễ dàng lắp đặt và thay thế, và đặc biệt là nó có chi phí rẻ hơn nhiều nếu so sánh với cơ cấu nâng hạ sử dụng cơ cấu là thủy lực. Thì đấy là những cái ưu điểm nổi bật đặc biệt của cái cơ cấu vít me nâng hạ này. Cái sản phẩm này nó có model là SVKND, có nghĩa là nó có sử dụng cái cơ cấu mặt bích này để nối trực tiếp với motor điện nhá. Còn ở phía sau này là nó sử dụng cái phần trục ra, tức là nó để nối tiếp với những cái hộp giảm tốc phía sau này nữa. Hoặc trong trường hợp mất điện thì chúng ta có thể dùng tay quay để nâng hạ lên xuống sản phẩm mà không bị mắc kẹt ở đấy. Và tiếp theo nữa là tùy vào cái ứng dụng hay là sức nâng của bạn mà các bạn có thể chọn được cái hộp giảm tốc này là lớn hay là nhỏ, kích cỡ là khác nhau. Thì ở đây cái hộp này có sức nâng là 20 tấn nhá. Còn tùy vào ứng dụng anh chị là 1 tấn hay là 10 tấn thì chúng ta sẽ có thể chọn được cái hộp này có kích thước là khác nhau. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể lựa chọn được cái trục vít này, tức là cái hành trình này. Hành trình lên xuống của bạn là 1 mét hay nửa mét hay là 2 mét gì đấy thì chúng ta sẽ lựa chọn đến chiều dài. Và cái cơ cấu thứ ba mà chúng ta sẽ quan tâm đến nữa, đấy là cái cơ cấu trục vít này. Chúng ta nhìn thấy không? Thì cái cơ cấu này, cái này là có nghĩa là cái sử dụng cái trục vít là tịnh tiến, tức là nó sử dụng dạng tịnh tiến bằng trực tiếp bằng trục vít. Và dạng thứ hai nữa chúng ta có thể lựa chọn đấy là tịnh tiến bằng cái EQ, tức là bằng cái nhông đồng, tức là cái trục vít này nó sẽ cố định gắn liền lại với lại cái hộp số trục vít này, và cái EQ nhông đồng nó sẽ di chuyển định tiến. Sử dụng cơ cấu nâng hạ là sử dụng cái phần này là trục vít là cố định vào hộp giảm tốc, còn cái phần nhông đồng này sẽ di chuyển định tiến lên xuống này, khi mình giữ lại thì nó sẽ lên xuống. Thì đấy là hai cái cơ cấu rất là phổ biến dược sử dụng trong thực tế. Thì tùy vào ứng dụng mà các bạn sẽ lựa chọn được cái kích cỡ này vào cái cơ cấu làm sao nó phù hợp. Đại Kinh Bắc là nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp các dòng sản phẩm vít me nâng hạ với hai kho hàng lớn ở Long Biên, Hà Nội và Dĩ An, Bình Dương, cùng với đội ngũ nhân viên am hiểu sâu về các dòng sản phẩm vít me nâng hạ, đảm bảo quý khách sẽ lựa chọn đúng, nhận hàng nhanh và giá bán cạnh tranh khi lựa chọn chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về các sản phẩm vít me nâng hạ và các thiết bị truyền động công nghiệp khác. Xin chào và hẹn gặp lại!